Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, dự kiến sẽ có 8 tuyến phố đổi chiều, cho phép lưu thông 2 chiều, cấm dừng, cấm đỗ ô tô đi 1 chiều. Đi 2 chiều áp dụng với từng tuyến phố phù hợp gồm Cầu Đất, Lê Lợi, Mê Linh, Cát Cụt, Phạm Minh Đức, Lương Khánh Thiện, Lê Chân và đoạn đường trước Quán Hoa nối giữa phố Cầu Đất với phố Hoàng Văn Thụ. Trong đó, phố Lương Khánh Thiện, đoạn từ ngã tư giao với phố Cầu Đất đến ngã ba giao với phố Phạm Ngũ Lão, ga Hải Phòng, sẽ cho phép các loại phương tiện lưu thông 2 chiều thay vì 1 chiều như hiện nay. Việc tổ chức lại giao thông một số tuyến đường nội thành nhằm bảo đảm an toàn giao thông thông thoáng, an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch khi đến với thành phố.